lại nữa Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương, được môn giải thoát sinh khắp tất cả nghiệp vui thích. Tiếp theo kinh văn ở trên vị Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương, Khẩn Na La dịch là Nghi Thần, thần này khéo ca ngâm pháp âm trang nghiêm khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm pháp niệm tăng, khiến cho khắp tất cả chúng sinh sinh ra nghiệp hoan hỷ khoái lạc, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Diệu hoa tràng Khẩn Na La Vương được môn giải thoát sinh vô thượng pháp hỷ, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. Vị diệu hoa tràng khẩn na la vương, minh bạch cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra vô thượng pháp hỷ. Nghe kinh tâm vui mừng, dù không ăn cơm cũng không cảm thấy đói, cho nên nói pháp hỷ sung mãn. Cảnh giới pháp hỷ tức là phấn khởi quên ăn, vui vẻ quên mất lo âu, vị này đắc được pháp hỷ cũng khiến cho chúng sinh đắc được pháp hỷ an lạc. Tư tưởng này là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Tóm lại, mình vui sướng cũng khiến cho người khác vui sướng. Đó là mô giải thoát vị này đáp được. Trùng trùng trang nghiêm khẩn na la vương. Được mô giải thoát đầy đủ tất cả công đức tín giải tạng thanh tịnh rộng lớn. Vị trùng trùng trang nghiêm khẩn na la vương. Đầy đủ thứ sự trang nghiêm. Sự trang nghiêm này biểu thị sự tốt đẹp, thù thắng, đặc biệt để trang nghiêm cõi Phật vì tu đủ thứ phước mới có đủ thứ công đức. Có công đức rồi, thì tất cả công đức đều đầy đủ viên mãn vừa rộng lớn vừa thanh tịnh. Do đó sinh ra tạng tiền hiểu thanh tịnh, vị này đạt được môn giải thoát này. Thanh tịnh tức là không phát cuồng, phát cuồng thì không thanh tịnh. Thanh tịnh tức là chẳng có tư tưởng ô nhiễm, tầm đối với cảnh giới mà chẳng chấp trước cảnh giới, tức là mắt thấy hình sắc trong tâm chẳng có, tai nghe âm thanh tâm chẳng biết. Tạng tin hiểu trước hết giải thích chữ tin, tin làm tăng trưởng dần công đức, do đó tin là gốc đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Nhất xiển đề dịch là niềm tin không đủ, là người không tin Phật pháp, song họ vẫn có Phật tánh nhưng tạm thời không thể thành Phật vì họ không tin nhân quả hiểu là hiểu rõ, hiểu rõ nghĩa chân thật của kinh điển. Tin hiểu tụ tập nhiều thì thành tạng, ví như tam tạm, tạ, tạm kinh, tạm luật, tạm luận. Đạo lý kinh Hoa Nghiêm phần làm 4 giai đoạn, tức là tin hiểu, hành chứng. Trước Chứ hết phải tin, nhất định phải sinh ra tâm tin. Có tâm tin rồi mới hứng thú với Phật pháp. Thứ hai là phải hiểu, phải nghiên cứu giáo lý, hiểu rõ giáo lý. Thứ ba là phải hành. Hiểu rồi thì phải theo pháp mà tu hành. Nếu không chỉ tìm Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp mà không tu, thì chẳng ích gì. Thứ tư là phải chứng, tu hành mới có chứng quả, chứng quả mới giải thoát, giải thoát khỏi sự trói buộc nghiệp chướng mê hoặc, thoát khỏi đau khổ trong ba cõi. Duyệt ý hống thanh khẩn Na La Vương, được một giải thoát, luôn luôn phát ra tất cả âm thanh rất êm tai khiến cho người nghe lìa lo sợ vị duyệt ý hống thành khẩn Na La Vương, thường khiến cho tâm của bạn sinh hoan hỉ. Tiếng hống của vị này rất êm tai, khiến cho người nghe sinh vui mừng. Vị này luôn luôn phát ra âm thanh chúng sinh thích nghe, khiến cho người nghe được tiếng hống này đều lìa đề khỏi tất cả sự lo âu sợ hãi. Đó là một giải thoát của vị này đắc được. Bảo thụ quang minh khẩn Na La Vương được một giải thoát đại bi an lập tất cả chúng sinh khiến cho họ giác ngộ nhân duyên vị bảo thụ quang minh khẩn na la vương minh bạch được phật khiến cho tất cả chúng sinh nghe Pháp mà khai ngộ hiểu rõ giác ngộ nguồn gốc nhân duyên mà tự tánh của tất cả chúng sinh là thanh tịnh đó là môn giải thoát vị này đắc được phổ lạc kiến khẩn na la vương được môn giải thoát thể hiện tất cả sắc thân tốt đẹp vị phổ lạc kiến khẩn na la vương minh bạch được và thị hiện tất cả sắc thân tốt đẹp để giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ đạt được tâm thành tịnh đó là mô giải thoát vị này đắc được tối thắng quang trang nghiêm khẩn na la vương được mô giải thoát biết rõ tất cả quả thù thắng trang nghiêm từ nghiệp sinh ra vị tối thắng quang trang nghiêm khẩn na la vương Mình bạch tất cả phật quả thù thắng trang nghiêm do từ nghiệp sinh ra mà thành tựu đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Vì Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương được mô giải thoát, kéo quán sát tất cả nghiệp quả báo ứng của thế gian. Vị vì, vì Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương đắc được cảnh giới kéo quán sát tất cả nghiệp quả báo ứng của thế gian. Chúng sinh trồng nhân gì thì kết quả đó, trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Tóm lại kết quả thiện thì thọ báo ứng thiện, kết quả ác thì thọ báo ứng ác. Đó là đạo lý về luật nhân quả. Chúng sinh trong chín pháp giới, Bồ Tát tu pháp được độ vạn hạnh, cho nên làm Bồ Tát, duyên giác tu pháp 12 nhân duyên, cho nên làm duyên giác, thanh văn tu pháp bốn thánh đế, cho nên làm thanh văn. Do đó nhân gì thì kết quả đó. Nếu bạn làm công đức lành, thì sinh về ba đường lành. Nếu bạn tạo tội ác, thì đọa vào ba đường ác, sở sinh báo, tức là sở thọ quả báo, do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Vị này đắc được môn giải thoát này. Động địa lực khẩn Na La Vương được môn giải thoát luôn luôn khởi tất cả việc lợi ích cho chúng sinh. Vị động địa lực khẩn Na La Vương có sức lực chấn động đại địa, vị này có thể khiến cho đất chấn động, vị này có sức lực lợi ích chúng sinh khiến cho chúng sinh đều được an lạc và hoan hỷ. Đó là một giải thoát, vị này đắc được. Oai mãnh chúa khẩn na la vương được một giải thoát biết rõ và kéo nhiếp phục tâm của tất cả khẩn na la. Vị oai mãnh chúa khẩn na la vương rất oai đức và dũng mãnh, cho nên làm khẩn na la vương. Vị này kéo biết tâm từ của khẩn na la. Nếu những vị khẩn na la không giữ quy củ, thì vị này dùng phương tiện khéo léo để quản lý, khiến cho chúng giữ quy củ, an phận giữ mình, giáo hóa chúng sinh có hai môn, triết và nhiếp, triết tức là pháp chiết phục, điều trị hàng phục những chúng sinh càng cường. Nhiếp tức là pháp nhiếp thọ, nhiếp thọ tất cả chúng sinh vào trong Phật Pháp, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bây giờ thiện hoại quang minh thiền khẩn Na La Vương nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng thần Na La mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị thiện huệ quang minh thiên thần Na La Vương nương oai lực gia bị của chư Phật quán ra tất cả chúng thần Na La và nói kệ rằng Tất cả sự an lạc thế gian đều do thấy được Phật ra đời, đạo sư lợi ích các quần sinh khắp làm nơi cứu hộ nương tựa. Tất cả sự an lạc thế gian Chúng sinh hữu tình thế gian có sự vui sướng và khổ não. Bây giờ là nói tất cả việc an lạc. Làm thế nào có được sự an lạc? Vì gần gũi tam bảo, quy y tam bảo, cúng dường tam bảo, cung kính tam bảo. Đều do thấy được Phật ra đời, chúng sinh không những được bình an. Và còn vui sướng sự an lạc này là do thấy Phật. Nghe Pháp thấy tăng mà có Đạo sư lợi ích các quần sinh phật luôn luôn lợi ích chúng sinh khiến cho chúng sinh đắc được diệu dụng diệu dụng gì tức là lìa sự khổ thế gian được an vui suốt thế gian khắp làm nơi cứu hộ nương tựa phật cứu hộ khắp tất cả chúng sinh chúng sinh có tai nạn gì ngài đều không sợ khổ sợ mà đi cứu hộ cho nên phật là nơi nương tựa chân tránh của tất cả chúng sinh sinh ra tất cả sự vui thích thế gian đều được vô cùng tận khiến người thấy được chẳng luống uổng, đây là sở ngộ của hoa tràng. Sinh ra tất cả sự vui thích, Phật khiến cho chúng sinh đắc được pháp hỷ sủng mãn, nghe được Phật Pháp mà sinh tâm hoan hỷ vui sướng, thế gian đều được vô cùng tận. Sự pháp hỷ này tất cả chúng sinh thế gian đều đắc được, sự pháp hỷ này giống như nước chảy chẳng hết được. Khiến người thấy được chẳng luống uổng, Phật kiến cho tất cả chúng sinh thấy được Phật đều có công đức, không thể nào thấy được Phật mà chẳng có ích gì. Đóng lại, ai thấy được Phật thì người đó đắc được pháp ích, ai đắc được pháp ích thì người đó y pháp tu hành, ai y pháp tu hành thì người đó chứng được Phật quả. Đây là sở ngộ của Hoa Tràng, cảnh giới môn giải thoát này, vì Diệu Hoa Tràng khẩn Na La Vương minh bạch được. Biển công đức Phật không cùng tận muốn tìm bờ mé không thể được quang minh chiếu khắp trong mười phương giải thoát này của trang nghiêm vương biển công đức phật không cùng tận công đức của phật như biển cả vô lượng vô biên chẳng cùng tận không cần nói hết công đức toàn bộ thân của phật mà công đức một lỗ chân lông của phật cũng vô cùng vô tận do đó thiền thượng thiên hạ vô như phật thập phương thế giới diệt vô tỷ Nhất thiết sở hữu ngã cận kiến Nhất thiết vô hữu như Phật giả Nghĩa là trên trời nhân gian không ai bằng Phật Mười phương thế giới cũng chẳng sánh Tất cả hết thầy Phật đều thấy Tất cả chẳng ai như Đức Phật Đó là nói sự bất khả tư nghỉ của Phật Muốn tìm bà mẹ không thể được Vì công đức của Phật quá lớn Cho nên muốn tìm bà mẹ không thể nào được vì cảnh giới của Phật cao sâu khó dò, so với núi Tu Di còn cao hơn, so với biển Hương Thủy còn sâu hơn, cho nên tìm không được bờ mé. Quang minh chiếu khắp trong mười phương, quang minh của Phật chiếu sáng khắp mười phương thế giới. Tất cả chúng sinh trong mười phương đắc được quang minh của Phật gia vị đều bỏ mê vẻ giác, cải tà quy tránh. Giải thoát này của Trang Nghiêm Vương, cảnh giới môn giải thoát này vị trùng trùng trang nghiêm khẩn na la vương đáp được âm thanh như lai thường diễn sướng khải thị pháp chân thật lìa hồ chúng sinh nghe được đều vui mừng như vậy hống thanh tin thọ được âm thanh như lai thường diễn sướng phật dùng âm thanh rộng lớn để thuyết pháp âm thanh này liên tục không ngừng luôn luôn đang nói pháp trí giả đại sư tụng kinh pháp hoa liên tục thì đắc được pháp hoa tạm muội Thấy được pháp hội Linh Sơn vẫn còn đó và Thích Ca còn đang thuyết pháp tại đó, đó là chứng minh Phật pháp có thể đem quá khứ vô lượng kiếp rời đến hiện tại, cũng có thể đem vị lai vô lượng kiếp rời đến hiện tại, do đó quá khứ, chẳng quá khứ, vị lai chẳng vị lai, tức hiện tại cũng thế, không thể đắc được, cho nên nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được diễn sướng tức là muốn nói pháp thì nói, muốn nói đạo lý thì nói, tuôn chảy như nước chảy mãi không ngừng. khai thị pháp chân thật điều khổ, khai thị tất cả chúng sinh dạy họ làm thế nào điều khỏi lo sầu khổ não, làm thế nào điều khổ được vui và khai thị tất cả chúng sinh phải tu giới định huệ, có giới định huệ rồi thì chẳng còn lo âu, chẳng còn quái ngại. pháp chân thật tức là pháp môn giới định huệ do đó xin tu giới định huệ diệt trừ tham sân si câu này tuy nhiên tôi thường nói xong người làm được chẳng bao nhiêu chúng sinh nghe được đều vui mừng chúng sinh nghe được pháp chân thật của phật nói đều sinh tâm vui mừng do đó đều đại hoan hỷ tính thọ phụng hành như thế hết phật pháp mới lưu thông như vậy hống thanh tin thọ được pháp chân thật như vậy vì duyệt ý hống thành khẩn na la vương tin thọ được môn giải thoát này. Tôi quán sức tự tại của Phật đều do quá khứ đã tu hành, đại bi cứu độ khiến thành tịnh, bảo thụ quang vương ngộ vào được. Tôi quán sức tự tại của Phật vì bảo thụ quang minh khẩn na la vương nói. Tôi quan sát như lai đắc điều thần lực tự tại này, chẳng phải dễ dàng nếu không trải qua một phen tu khổ hạnh. Đều do quá khứ đã tu hành, đức Phật thành tựu là do quá khứ đã tu hành. Nếu không tu hành thì chẳng có sức thần thông tự tại như thế. Đại bi cứu độ khiến thành tịnh đức Phật đầy đủ tầm đại bi, cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều trở về cội nguồn, cải tả theo tránh. Bảo thụ quang vương ngộ nhập được cảnh giới môn giải thoát này, vì bảo thụ quang minh khẩn na la vương minh bạch chứng nhập được khó thấy nghe được Đức Như Lai, chúng sinh ước kiếp mới được gặp, ca tướng trang nghiêm đều đầy đủ, cảnh giới này là kiến vương thấy. Khó thấy nghe được Đức Như Lai, chẳng dễ gì thấy được Phật, không biết phải trải qua bao nhiêu đại kiếp mới gặp được Phật, nghe được Pháp, thấy được Tăng. Pháp thần của Phật tuy nhiên khắp mọi nơi, song chúng sinh không đắc được năm nhãn. Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiền nhãn và Nhục nhãn thì không thể thấy được pháp thân của Phật. xác thân của Phật cũng chẳng dễ gì thấy được. Dù danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không dễ gì nghe được, cho nên nói khó thấy nghe được Đức Như Lai. Chúng sinh ước kiếp mới được gặp. Nếu chúng sinh có duyên với Phật, cũng phải trải qua ước kiếp mới gặp được. Xong cũng chẳng dễ, muốn thấy Phật thì phải tu hành. Pháp môn tham thiền là khai mở nằm nhãn các tướng trang nghiêm đều đầy đủ. Các tướng tức là 32 tướng, 80 vẻ đẹp, mỗi tướng đều đầy đủ trang nghiêm. Chúng sinh thấy được các tướng sắc thân tốt đẹp của Phật, vừa viên mãn vừa trang nghiêm. Cảnh giới này là kiến vương thấy. Cảnh giới môn giải thoát này, vị phổ lạc kiến phần Na La vương thấy hiểu rõ được. Ông quán trí huệ của Như Lai, ứng khắp sở thích của quần sinh tất cả trí đạo đều nói hết tối thắng trang nghiêm rõ môn này ông quán trí huệ của như lai tối thắng quang trang nghiêm khẩn nà la vườn nói bạn hãy quan sát đại trí huệ của phật như biển cả không thể đo lường không thể nghĩ bàn ứng khắp sở thích của quần sinh trong tâm của chúng sinh nghĩ gì cầu gì phật đều làm cho họ được đầy đủ dục vọng này chẳng phải là nam dục tài giác danh ăn ngủ mà là trí huệ dục tất cả trí đạo đều nói hết hết thảy tất cả đạo lý đều khiến cho chúng sinh sinh ra trí huệ chẳng có gì mà không nói nói gì nói đạo lý thật tướng của các pháp tướng chân thật là vĩnh viễn không biến đổi tướng nằm uẩn hòa hợp là hư vọng không thật trong kinh kim càng nói phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối tối thắng trang nghiệm rõ môn này vì tối thắng quang trang nghiệm khẩn na la vương hiểu rõ môn giải thoát này biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn chúng sinh khổ vui do tạo nghiệp phật vì tất cả mà khai thị hoa tràng vương biết rõ môn này biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn nghiệp tức là những gì tạo ra bởi thần miệng và ý bà nghiệp nguyên nhân tạo nghiệp là do hoặc mà khởi thấy cảnh thì sinh tham ái nghiệp gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp làm nghiệp thiện thì được quả vui làm nghiệp ác thì được quả khổ nghiệp thiện tức là duyên tịnh nghiệp ác tức là duyên nhiễm nghiệp là như bóng theo hình luôn luôn theo bạn mà không tách rời nghiệp thiện cũng theo bạn nghiệp ác cũng theo bạn luôn luôn không để bạn ví như bạn tạo nghiệp sát sinh thì tương lai quả báo bị người giết hại thọ tội khổ ở trong địa ngục trên thì núi đang dưới thì chảo dầu phạm nghiệp trộm cắp thì ở trong địa ngục bị chặt đứt hai tay phạm nghiệp dâm dục thì bị nướng ở trong địa ngục thứ hình cụ này là ống đồng tròn bên trong lửa nung đến khi ống đồng đỏ rực thì kẻ phạm nghiệp dâm ôm lấy đó là những kẻ thích đàn bà hoặc những kẻ thích đàn ông trong khoảnh khắc thì nướng cháy đen như than, phạm nghiệp nói dối, thì chịu khổ trong địa ngục bà thiệt, ngục tốt kéo lưỡi người tội ra, đến đời sau thì bị cầm, phạm nghiệp uống rượu thì bị tống vào trong ao rượu, dùng lừa rượu thiêu thân, ở trên là cảnh giới tạo nghiệp thọ báo cho nên nói biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn. Chúng sinh khổ vui do tạo nghiệp, chúng sinh hưởng thụ sung sướng hoặc chịu đau khổ đều do tạo nghiệp mà sinh ra. Chấp trước tướng là tạo nghiệp, không chấp trước tướng là giải thoát. Đạo lý này rất đơn giản, dễ hiểu. Nhưng trí huệ của phàm phu bị vô minh che lấp trong sự mê hoặc. Phàm làm việc gì hoặc là pháp gì mà chúng ta làm đều là tạo nghiệp. Còn các bậc thánh làm là giải thoát. Vì chúng ta khởi tâm vọng đi làm là có tâm mà làm. Các bậc thánh dùng một phiến tâm thanh tịnh đi làm, chẳng có tâm vọng mà làm. Phật vì tất cả mà khai thị. Về vấn đề này cho nên Phật khai thị chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu rõ nhân quả. Có nhân trước rồi có quả sau. Nhân quả tuần hoàn báo ứng, không sai mảy may. Hoa tràng vương biết rõ mốt này. Đạo lý này vị hoa tràng phần na la vương biết và hiểu rõ. Thần thông chư Phật không dừng nghỉ, mười phương đại địa thường chấn động, tất cả chúng sinh chẳng biết được. Quảng đại lực thấy rõ môn này. Thần thông chư Phật không dừng nghỉ, mười phương chư Phật có đại oai đức, thần thông lực, truyền đại pháp luân trong cõi nước mười phương, giáo hóa chúng sinh, chư Phật dùng đủ thứ trí huệ khiến cho chúng sinh đắc được sự giác ngộ. Nhưng Phật vĩnh viễn chẳng khi nào nghỉ ngơi, đó là tinh thần đại từ đại bi. Mười phương đại địa thường chấn động, mười phương đại địa thường thường chấn động, có lúc chư Phật hiển hiện thần thông khiến cho chúng sinh giác ngộ biết ba cõi là khổ, ra khỏi ba cõi là vui. pháp thế gian là vô thường khổ không vô ngã, pháp sơ thế gian là thường là ngã tịnh. có lúc mà hiển hiện thần thông mà phóng quang khiến cho chúng sinh mê hoặc điền đảo mê trong sinh tử để đạo bồ đề tất cả chúng sinh chẳng biết được. Cảnh giới này, đạo lý này, tất cả chúng sinh không thể biết được. Tuy nhiên, chư Phật luôn luôn lợi ích chúng sinh, nhưng chúng sinh không nhận thức được tâm tử bi của chư Phật. Quảng đại lực thấy rõ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vì quảng đại lực phật là là vương hiểu biết được. Phật trong chúng hội hiện thần thông, phóng đại quang minh khiến giác ngộ, Hiển bày tất cả cảnh như lai, oai mãnh chúa vương quan sát được. Phật trong chúng hội hiện thần thông, cõi nước chư Phật trong mười phương, đều có Phật đang chuyển pháp luận giáo hóa chúng sinh, tất cả hải hội chúng sinh đều đang nghe Pháp ở trong đó. Phật ở trong Pháp hội hiện ra đủ thứ thần thông, khiến cho chúng sinh tự giác tự ngộ. Phóng đại quang minh khiến giác ngộ, Phật phóng quang minh trí huệ bát nhã, chiếu soi tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được đại trí huệ quang minh và tránh trì tránh kiến khiến cho họ đều được giác ngộ hiển thị tất cả cảnh như lai phật dùng đủ thứ thần thông hiện hiện ra cảnh giới của phật cảnh giới của phật như hư không có đo lường được oai mãnh chúa vương quan sát được cảnh giới này vì oai mãnh chúa khẩn na la vương quan sát được hiểu được lại nữa đại tốc tật lực ca lâu la vương được một giải thoát cặp mắt vô trước vô ngại quan sát khắp tất cả chúng sinh tiếp theo ở trên vị đại tốc tật lực ca lâu la vương ca lâu la dịch là đại bàng kim sĩ điểu vì cánh của nó dài ba trăm ba chục do tuần vị này đắc được cặp mắt vô trước vô ngại của phật đều quan sát được tận hư không khắp pháp giới vị này quan sát được nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đó là môn giải thoát vị này đắc được. Đại bàng kim xí điều hàng phục được rồng. khi rồng thấy đại bàng thì hết lối thoát chỉ trở bị bắt ăn. trên thế giới này một vật hàng phục được một vật. khi sự tử hống lên thì trăm này đều sợ. chim đại bàng hiện lên thì rồng run sợ. cánh chim đại bàng không những rộng lớn mà còn có sức mạnh chỉ cần quạt một cái thì nước biển dễ làm hai dòng hết số thì lỗ nguyên hình bị chim đại bàng hấp một cái thì chạy tuột vào bụng một ngày chim đại bàng ăn một con rồng lớn và trăm con rồng nhỏ ngày nào cũng thế cho nên loài rồng sớm bị tuyệt nòi lúc đó lòng vương sinh tầm sợ hãi nếu kéo dài như thế này thì quyến thuộc của ta chẳng phải là bị ăn sạch chăng làm sao mà truyền tông tiếp đại dòng con rồng cháu không cách chi tiếp nối lâu dài do đó long vương bèn đến trốn phật cầu cứu xin phật từ bi phật bèn cho một tấm y cà sa nói với long vương rằng ông đem tấm y cà sa này về rút ra từng sợi tơ cột vào mỗi con rồng thì không còn bị chim đại bàng bắt ăn nữa quả nhiên hiệu nghiệm do đó long vương vui mừng quy y tam bảo làm thần hộ pháp nhờ vậy loài rồng được sinh tồn nhưng chim đại bàng bị đói cũng đến trốn Phật cầu cứu nói với Phật. Thế Tôn, Ngài từ bi đối với loài rồng mà không từ bi đối với chim đại bàng. Bây giờ chúng tôi chẳng có gì ăn, chắc sớm phải chết mất. Phật nói, người phải phát nguyện đừng ăn rồng nữa. Mỗi ngày ăn cơm thì ta dạy đệ tử thí cho nhà người ít cơm. Cho nên bây giờ ăn quả đường thì phải thí ít cơm cho đại bàng. Đọc rằng, đại bàng kim xí điều Quán giã quỷ thần chúng là sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất dùng mãn. Đó là nhân duyên về ca lô la. Bất khả hoại bảo kế ca lô la vườn được mô giải thoát, an trụ khắp pháp giới giáo hóa chúng sinh. Vị bất khả hoại bảo kế ca lô la vườn khiến cho tất cả pháp giới chúng sinh đều đắc được bình an và khoát lạc, chẳng có chút phiền não âu lò đó là đức phật ở dưới của bồ Đề đạo tràng trong mười phương pháp giới để giáo hóa chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được cảnh giới để phổ được vui mục đích của bậc thánh nhân thiết giáo là độ chúng sinh các ngài đem đạo lý sở ngộ của mình nói với chúng sinh khiến cho chúng sinh y phát tu hành thì chắc chắn được giải thoát Vì ca lô la vương này đạt được môn giải thoát này thanh tịnh tốc tật ca lô la vương được một giải thoát khắp thành tựu sức tinh tấn bà la mật vị thanh tịnh tốc tật ca lâu la vương này khiến khắp tất cả chúng sinh đều được thành tựu vị này không ích kỷ lợi mình cũng chẳng có tư tưởng người tiểu thừa mà muốn đem một giải thoát thành tựu bà la mật tinh tấn lực của mình đắc được để giáo hóa chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được sự thành tựu này ba la mật dịch là đến bờ kia bờ kia là gì tức là từ bờ sinh tử bên này qua dòng phiền não đạt đến bờ niết bàn bên kia hoặc có thể nói cách khác tập quán người ấn độ là bất cứ làm việc gì xong cũng đều gọi là ba la mật người tu hành tu thành công rồi cũng gọi là ba la mật bụn lai có phiền não nhưng bây giờ không còn phiền não nữa cũng gọi là ba la mật ba la mật này phải có sức tinh tấn để trợ giúp mới thành tựu được. Bằng không, chẳng đắc được ba la mật. Bạn muốn đắc được ba la mật chăng? Bạn muốn thành tựu chăng? Vậy phải dũng mãnh, tinh tấn, tu hành. Vị ca lô la vườn này đạt được một giải thoát này. Làm thế nào đắc được? Là do thấy Phật nghe Pháp tu hành mà đắc được. Chúng ta nghe mỗi câu kinh hoàng nghiêm rồi. Phải hồi quang phản chiếu, kiểm thảo chính mình có tương ứng với pháp môn này chăng? Tu được pháp môn này chăng? Tu pháp môn này đã được giải thoát chăng? Ta muốn được môn giải thoát hay là muốn được môn phiền não? Đừng nên suốt ngày đến tối mở cửa phiền não mà đóng cửa giải thoát. Nếu như vậy thì chẳng bao giờ đắc được môn giải thoát. Nghe Pháp nghe kinh thì phải y theo Pháp mà tu hành. Nếu không y theo Pháp tu hành thì nghe kinh nghe Pháp chẳng ích lợi gì. Pháp không cần nghe nhiều, nghe nhiều ngược lại không chú trọng, phải có mắt chọn Pháp. Lựa pháp môn nào hợp với mình thì tù môn giải thoát đó. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Ở trên đã giảng qua rất nhiều môn giải thoát. Nghe càng nhiều thì càng không muốn giải thoát. Đó là hoàn toàn sai lầm. Cô phụ tông chỉ của chư Phật diễn nói kinh hoàng nghiêm đại phương Quảng Phật. Bất thối tâm trang nghiêm Ca Lâu La Vương được một giải thoát, sức dũng mãnh nhập vào cảnh giới của Như Lai. Vị bất thối tâm trang nghiêm phần Na La Vương này, bất cứ gặp cảnh giới gì đều không thối tâm, có người đối với vị này không tốt, vị này cũng không sinh phiền não hoặc là phỉ báng, vị này cũng không thối bổ thể tâm, không những chẳng thối tâm, ngược lại còn tinh tấn dũng mãnh, còn trang nghiêm cõi nước chư Phật vị này đắc được sức dũng mãnh nếu thiền mà ngoại đạo đến đấu tranh với vị này thì vị này nhất định sẽ thắng vị này có tâm bất thối đoại tâm mãn nguyện nhập vào cảnh giới của phật đó là một giải các vị này đắc được đại hải xứ nhiếp trì lực ca lâu la vương được một giải thoát vào biển trí huệ hạnh rộng lớn của Phật. Vị đại hải xứ nhiếp trì lực Ca Lô La Vương này trí huệ như biển cả, nhiếp chúng sinh vào trong pháp giới của Phật. Vì thâm nhập hạnh môn của Phật, tu pháp môn biển trí huệ, hạnh rộng lớn, cho nên đắc được một giải thoát, cạn sạch biển phiền não của chúng sinh. Kiền pháp tịnh quang ca lâu la vương, được môn giải thoát thành tựu vô biên trí sai biệt của chúng sinh. Vị kiên pháp tịnh quang ca lâu la vương này, tại nhân địa thì tâm cầu pháp rất kiên cố, do đó những gì khó thực hành mà làm được, việc khó nhẫn mà nhẫn được, dùng tâm kiên cố để cầu Phật Pháp, đắc được quang minh thanh tịnh cho nên gọi là kiên cố tịnh quang. Vị này đắc được cảnh giới bất cứ một loài chúng sinh nào, có cầu thì tất ứng, không những thành tựu được một chúng sinh, mà thành tựu được tất cả chúng sinh. Trí sai biệt là gì? Tức là mỗi một loài chúng sinh đều có trí huệ của họ, giống loại chúng sinh khác nhau, cho nên trí huệ của họ cũng khác nhau. Hoặc có thể nói, mỗi một loài chúng sinh có thể đắc được trí huệ sai biệt mà mình đáng đắc được. Nghĩa là tùy loại chúng sinh đắc được sự hiểu biết của mỗi loài, hoặc có thể nói trí huệ sai biệt, tức là trạch pháp nhãn. Dùng trí huệ sai biệt để lựa chọn pháp môn mà mình thích và pháp môn tương ứng với mình. Tóm lại, trí sai biệt, tức là trí huệ khác nhau. Vị Kalula Vương này đạt được môn giải thoát này. Diệu nghiêm quan kế ca lầu là vườn, được môn giải thoát trang nghiệm pháp thành của Phật. Vì diệu nghiêm quan kế ca lầu là vườn này, đội mão không những tốt đẹp mà còn trang nghiêm, khiến cho người thấy sinh tầm hoàn hỷ, cho nên chúng sinh đều muốn thấy vị này đội mão. Vị này khéo trang nghiêm tất cả đạo tràng của chương Phật, đạo tràng có nhiều loại khác nhau có đạo tràng giảng kinh, đạo tràng tụng kinh, đạo tràng dịch kinh, đạo tràng phát hành kinh sách, vân vân. Tóm lại, phàm là nơi trụ xứ của chư Phật, đều là pháp thành của Phật. Vị khẩn Na La Vương này, trang nghiêm pháp thành của Phật, đặc biệt thanh tịnh, đặc biệt trang nghiêm, đặc biệt thủ thắng, đó là một giải thoát vị này đắc được. Phổ tiệp thị hiện ca lâu la vương được một giải thoát, thành tựu sức bình đẳng không thể hoại vị phổ tiệp thị hiện ca lâu la vương thành tựu được sức đại từ bình đẳng không thể phá hoại được kiên cố như kim càng vị này có tư tưởng vô duyên đại từ đồng thể đại bi nơi nào vị này đến đều khai thị chúng sinh tương lai đều sẽ thành phật đó là mùa giải thoát vị này được phổ quán hải ca lâu la vương được môn giải thoát biết rõ tất cả thân chúng sinh mà vì họ hiện hình Vị phổ quán hải ca lô la vương quán sát khắp biển phiền não biển trí huệ biển nghiệp lực biển phước báu của chúng sinh tức cũng là quán sát khắp tất cả biển của chúng sinh vị này còn biết rõ tất cả thân của chúng sinh y theo lại mà hiện hình để giáo hóa các loài chúng sinh ví như thấy thần trừ thiên thì hiện thân chư thiên để vì họ thuyết pháp thấy thần người thì hiện thân người mà vì họ thuyết pháp thấy thần atula thì hiện thân A-tu-la mà vì họ thuyết pháp cho đến thấy thần chúng sinh địa ngục thì hiện thân chúng sinh địa ngục mà vì họ thuyết pháp tóm lại thấy thần chúng sinh nào thì hiện ra thần đó để vì họ mà thuyết pháp khiến cho tất cả chúng sinh đều khổ được vui bỏ mê về giác tu đạo bồ đề đó là một giải thoát vị này đáp được lòng âm đại mục tình ca lâu la vương được một giải thoát trí hạnh vào khắp sinh tử của tất cả chúng sinh. Vị Long Âm Đại Mục Tinh Ca Lâu La Vương này vì ăn rồng quá nhiều cho nên âm thanh biến thành âm thanh của rồng. Do đó âm thanh rất vang dội, mắt của vị này cũng biến thành mắt rồng, nhãn trầu của rồng sinh ở bên ngoài cho nên gọi là Long Âm Đại Mục Tinh. Vị này biết rõ tất cả chúng sinh, lúc sinh tạo nghiệp gì thì chết rồi thọ quả đó. Vị này đắc được trí huệ quán sát, biết được nhân duyên quả báo của tất cả chúng sinh. Vì vị này hiểu được đạo lý này cho nên khéo vì chúng sinh nói pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đồng thời cũng đắc được một giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ, đại tốc tật lực ca Lâu la vương, nương ngoại lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả chúng ca Lâu la mà nói ra bài kệ khi vị long âm đại mục tinh ca Lô la vương nói xong môn giải thoát của mình đắc được thì vị đại tốc tật lực ca Lô la vương mới nương đại oai thần lực của đức phật quán sách khắp tất cả chúng ca Lô la mà nói kệ rằng mắt phật rộng lớn không bờ mé thấy khắp các cõi nước mười phương chúng sinh trong đó không thể lường hiện đại thần thông để điều phục mắt phật rộng lớn không bờ mé mắt của Phật rộng lớn chẳng có bờ mé. Trong bài tán Di Đà có nói cám mục trừng thành tứ đại hải, nghĩa là mắt của Phật Di Đà màu sắc xanh biếc, thấu suốt nước trong bốn biển, cũng có thể nói là bốn biển rộng lớn như thế, mà mắt của Phật còn lớn hơn so với bốn biển, nói thật ra tìm chẳng được bờ mé. Hiện khắp các cõi nước mười phương, để mắt Phật rộng lớn cho nên thấy khắp các cõi Phật trong mười phương, chúng sinh trong mỗi cõi nước đang làm gì, Phật đều thấy rõ ràng. Chúng sinh trong đó không thể lường, chúng sinh trong mười phương cõi Phật, nhiều chẳng có số lượng, không thể tính được. Hiện đại thần thông để điều phục, tuy nhiên là vô lượng, nhưng Phật dùng đại thần thông để điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều quy y tam bảo, phát tâm bồ đề thì tương lai sẽ thành tựu quả bồ đề thần thông của Phật chẳng gì ngại. Ngồi cội bồ đề khắp mười phương, nói pháp như mây đều đầy khắp, bảo kế nghe rồi tâm dứt nghi. Thần thông của Phật không gì ngại, sức thần thông diệu dụng của tất cả chư Phật trong mười phương, chẳng có chướng ngại máy may nào tùy theo tâm thích mà vận động tự tại. Ngồi cội bồ đề khắp mười phương, Phật thì ngồi dưới cội bồ đề trong các cõi Phật trong mười phương, mà ngộ đạo, giác ngộ nghĩa chân thật của tất cả Pháp là do duyên mà sinh, do duyên mà diệt, mà thành quả vị Phật. Nói Pháp như mây đều đầy khắp, Phật diễn nói diệu Pháp giống như mây trong hư không, đầy khắp Pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được được nhuận mây Pháp, đắc được mát mẻ, an vui tự tại, Pháp mà chúng sinh đáng đắc được đều đắc được. Bảo kế nghe rồi tâm dứt nghi, Vị bất khả hoại bảo kế ca lô la vương, nghe rồi thì trong tâm không còn hoài nghi nữa, cũng chẳng trái với đạo lý này mà thấy rõ pháp môn này. Phật trong quá khứ tù các hạnh, tịnh khắp ba la mật rộng lớn, cũng dường tất cả các như lai, thành tịnh tốc tật, tin hiểu sâu. Phật trong quá khứ tù các hạnh, Phật thuở xa xưa tù đủ thứ khổ hạnh, tức là khó thực hành mà thực hành được khó nhẫn mà nhẫn được, khó chịu mà chịu được, khó ăn mà ăn được. Những pháp môn này ngài đều tu được. Tịnh khắp ba la mật rộng lớn, Phật tu khắp các môn ba la mật thanh tịnh rộng lớn, ba la mật làm được viên mãn, cứu kính rồi thì đạt được bờ bên kia tịnh khắp rộng lớn. Cúng dường tất cả các như lai, Phật cúng dường mười phương tất cả chư Phật, dùng thân tâm tánh mạng để cúng dường chư Phật. Khi Phật tại nhân địa thì tu đủ thứ công đức cúng dường, thanh tịnh tốc tật tìm hiểu sâu. Pháp môn giải thoát này vị thanh tịnh tốc tật ca lâu la vương tìm hiểu thâm sâu. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, một niệm hiện khắp phổ biến hạnh. Như vậy khó nghĩ cảnh giới Phật, bất thối trang nghiêm đều thấy rõ. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, trong mỗi lỗ lông của Như Lai có thể dùng nạp mười phương vô lượng vô biên thế giới. Đó là đạo lý trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Một niệm hiện khắp vô biên hạnh, tức trong khoảng một niệm hiện khắp mười phương thế giới, vô biên hạnh môn của Phật tu đều hiện ra, như vậy khó nghĩ cảnh giới Phật. Như ở trên có nói, nhỏ dung lớn được, lớn dung nhỏ được, lớn nhỏ hữu tường vô ngại nhiều ít hỗ tương vô ngại, thời gian dài ngắn hỗ tương vô ngại, đó đều là đạo lý không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là khó nghĩ. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả, cảnh giới này vì diệu khó nghĩ, tức là cảnh giới của Phật. Bất thối tràng nghiệm đều thấy rõ, vị bất thối tầm tràng nghiệm ca lô la vương này, hoàn toàn thấy rõ cảnh giới này hoàn toàn chứng nhập môn giải thoát này hạnh Phật rộng lớn không nghĩ bản, tất cả chúng sinh chẳng dò được, đạo sư biển công đức trí huệ là nơi tu hành của chấp trì. Hạnh Phật rộng lớn không nghĩ bản, phải tu hành đủ thứ hạnh môn, gồm 8 vạn 4 ngàn pháp môn, Phật đều tu hành viên mãn, cho nên nói, khắp đại địa, chẳng có một hạt bụi nào chẳng phải là chỗ rào bỏ thân mạng của chư Phật, tức cũng là nơi chư Phật hành Bồ Tát Đạo, Phật hành Bồ Tát Đạo là lợi ích chúng sinh, dù chúng sinh ác, Phật cũng nguyện cứu độ họ, lợi ích họ. Khi Phật trong quá khứ từ Bồ Tát Đạo, thì gặp con chim ưng đang diệt con chim cát. Con chim cát bay đến trước người tu hành khẩn cầu người tu hành bảo hộ. Người tu hành đó là tiền thân của Phật Thích Ca tại nhân địa hành Bồ Tát Đạo. Phật tứ bi dấu, che chở cho con chim cát. Lúc đó chim ương bay đến trước mặt Phật Nói với Đức Phật Ngài cứu tính mạng con chim cát Nhưng tôi chẳng có thịt ăn Chắc phải chết đói Ngài làm như thế là từ bi bình đẳng chăng Vị tu hành nghe chim ương nói Mới đáp lại Người muốn ăn thịt chăng Được ta sẽ lóc thịt thần của ta cho người ăn Nói xong vị tu hành lấy dao lóc thịt thần của mình Để cho chim ương ăn Ăn xong miếng này đến miếng khác ăn hết thịt thân của vị tu hành cũng chẳng no vị tu hành lóc hết thịt toàn thân của mình nhưng tơ hào chẳng đổi ý đến khi chẳng còn thịt để lóc nữa thì chim ưng bay vụt lên không trung hiện ra thân trời đế thích mà đi nguyệt lai là trời đế thích đến thử thách đạo hạnh của vị tu hành như thế nào lão tu hành lúc đó vì hành bồ tát đạo mà lóc thịt thí cho chim ưng chẳng có xí đồ ích kỷ lợi mình cho nên thịt cắt đi khôi phục lại như cũ. Chúng ta là người tu đạo, phải học tinh thần của Phật xả mình vì người. Hành Bồ Tát Đạo là lợi ích chúng sinh, chớ chẳng phải lợi mình. Tóm lại, làm lợi ích cho chúng sinh tức là Bồ Tát, còn lợi ích cho mình là ma quỷ. Còn có một chuyện nữa, thuở xưa khi Phật tu Bồ Tát Đạo thì xả thân cứu cặp đói. Tinh thần vì Pháp quên mình này khiến cho người kính phục vô cùng. Câu chuyện như thế này, một ngày nọ, trời rơi tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, cho nên động vật bị tuyết làm khốn khổ, không cách chi tìm vật ăn được. Lúc đó, Phật Thích Ca đang tĩnh tọa dưới gốc cây, xa thấy dưới núi có con cọp mẹ dẫn hai cọp con đi khắp nơi tìm vật ăn, đói đến kiệt sức, đi cũng chẳng còn sức để đi. Hai con cọp con theo bên cọp mẹ thật đáng thương xót. Phật thấy hoàn cảnh như vậy, phát tâm từ bi, nguyện đem thân mình, bố thí cho cọp mẹ, cọp con làm thức ăn, do đó chẳng nghĩ gì nữa. bèn chạy đến trước mặt cọp, cúng dường cho cọp. Vì nguyên nhân như vậy mới nói hạnh của Phật rộng lớn không thể nghĩ bàn Tất cả chúng sinh không dò được, tất cả hết thảy chúng sinh đều không thể đo lường được hạnh của Phật tu hành như thế nào. Vì chúng sinh chẳng khai mờ mà, mà trí huệ cho nên chẳng thấu suốt được việc quá khứ. Nếu ai khai mở ngũ nhãn thì biết rõ, thấy rõ. Đạo sư biển công đức trí huệ, Phật là đại đạo sư tiếp dẫn chúng sinh, không những là đạo sư chúng sinh nhân gian, mà còn là đạo sư của chúng sinh các cõi trời, cho nên được xưng là thiên nhân sư. Công đức và trí huệ của Phật rộng lớn, vô biên như biển cả. Là nơi tu hành của chấp trì, cảnh giới này là nơi tu hành của đại hải sứ chấp trì lực ca lầu la vương vị này chứng nhập môn giải thoát này như lai vô lượng trí huệ quang diệt lưới di si hoặc của chúng sinh cứu hộ hết thảy các thế gian kền phát định quang được môn này như lai vô lượng trí huệ quang trí huệ quang minh của phật vô lượng vô biên chiếu khắp tất cả do đó phật quang phổ chiếu trí huệ quang minh của phật siêu hơn ánh sáng mặt trời. Quang minh của Phật không có nơi nào mà chẳng chiếu, chẳng có nơi nào mà không có, tận hư không khắp pháp giới, diệt lưới si hoặc của chúng sinh. Phật dùng vô lượng trí huệ quang để tiêu diệt lưới mù si và hoặc nghiệp của chúng sinh. Chúng sinh tại thế gian bị lưới mù si, lưới phiền não, lưới tạo nghiệp trói chặt, không cách chi thoát khỏi ba cõi. Cứu hộ hết thảy các thế gian, Phật đại từ bi dùng vô lượng trí huệ quang minh cứu tất cả hữu tình chúng sinh thế gian, khiến cho họ đều được giải thoát vĩnh viễn liệt khỏi lưới sinh tử. Kiên pháp tịnh quang được môn này, cảnh giới môn giải thoát này vì kiên pháp tịnh quang đắc được, phát thành rộng lớn không cùng tận, đủ thứ pháp môn không số lượng, Phật ở nơi đòi đại khai diền, diệu quan kế thấu rõ môn này, Pháp thành rộng lớn không cùng tận. Pháp thành tức là thành Hoàng Dương Phật Pháp. Pháp thành này là chỉ tất cả đạo tràng. Tất cả đạo tràng là Pháp thành của Phật. Phật thuyết Pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, kiến lập Pháp thành khắp nơi. khắp nơi thổi Pháp là lớn, đánh chống Pháp lớn, kiến Pháp tràng lớn, truyền đại Pháp luân. Kiến Pháp tràng ư xứ xứ, phá võng nghi ư trùng trùng. Cho nên nói Pháp thành rộng lớn không cùng, cùng tận đủ thứ pháp môn không số lượng, pháp thành này cứu kính có bao nhiêu môn, chẳng có số lượng. Nói tổng quát, có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, môn nào cũng thẳng đến quả vị Phật. Phật ở nơi đời đại khai xiền, Phật ở tại thế giới này kiến lập đại pháp thành, khai xiền pháp yếu rộng lớn, khiến cho chúng sinh liễu sinh thoát tử, cứu kính thành Phật. Diệu nghiêm quan kế rõ môn này, cảnh giới môn giải thoát này vị diệu nghiêm quan kế ca lô la vương thấy rõ được tất cả chư phật một pháp thân chân như bình đẳng chẳng phân biệt phật dùng lực này thường an trụ phổ tiệp diễn nói đủ môn này tất cả chư phật một pháp thân mười phương ba đời tất cả chư phật đều cùng một pháp thân pháp thân của phật chẳng có phân biệt giống như tất cả ánh sáng của đèn đều là một tên tên với tên đó đây chẳng phân biệt Tóm lại, tên của bạn là tên của tôi, tên của tôi là tên của bạn, cho nên nói tất cả chư Phật một pháp thần. Pháp thần của Phật giống như tên đèn không khác, trí huệ quang của Phật đều là một, âm thanh của Phật cũng là một, cho nên Phật với Phật đó đây chẳng có phân biệt. Chân như bình đẳng không phân biệt, tánh của Phật là chân như cũng là bình đẳng, chân như bình đẳng chẳng có phân biệt, đều là một Phật chẳng giống chúng ta, phần này chia nọ, có người có ta, có chúng sinh có thọ mạng, và thì tất cả đều bình đẳng. Phật dùng lực này thường an trụ, Phật dùng sức lực chân như bình đẳng, chẳng có cảnh giới phân biệt, thường an trụ vào trong cảnh giới này. Phổ tiệp diễn nói đủ môn này, vì phổ tiệp thị hiện ca lâu la vương diễn nói đầy đủ được môn giải thoát này. Phật trong các cõi nhiếp chúng sinh, Khắp phóng quang minh chiếu thế gian đủ thứ phương tiện hiện điều phục quán hải ngộ được thắng pháp này phật trong các cõi nhiếp chúng sinh phật trong quá khứ cũng dùng cõi dục giới cõi sắc giới cõi vô sắc giới pháp phương tiện các cõi để nhiếp hóa chúng sinh khắp phóng quang minh chiếu thế gian phật khắp phóng đại quang minh soi sáng tất cả thế gian tại sao vì phật muốn phổ độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ mà đắc được an lạc vĩnh cửu đủ thứ phương tiện hiện điều phục phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh cải tả quy tránh thử vọng tổn chân bỏ mê về giác đồng quy về đại đạo bồ đề quán hại ngộ được thắng pháp này pháp môn thủ thắng đặc biệt này vì phổ quán hải ca lô la vương ngộ nhập được phật quán tất cả các cõi nước đều nương biển nghiệp mà an trụ khắp mưa pháp vũ ở trong đó giải thoát này của long âm vương phật quán tất cả các cõi nước phật dùng mắt trí huệ để quan sát tất cả cõi nước của chư phật trong mười phương tất cả chúng sinh trong cõi nước đều trôi nổi trong biển sinh tử không biết đạo lý biển khổ vô biên hồi đầu là bờ đều nương biển nghiệp mà an trụ tất cả cõi nước đều nương biển nghiệp mà an trụ đều do nghiệp của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh trôi nổi bất định vào trong biển nghiệp, trôi nổi theo nghiệp mà chịu sinh tử, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Này sinh già là họ trương, sau sinh già là họ lý, chẳng khi nào dứt, luôn luôn chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi. Làm việc thiện thì sinh vào ba đường lành, làm việc ác thì sinh vào ba đường ác. Khắp mưa pháp vũ ở trong đó, Phật khắp vì chúng sinh mà thuyết pháp giống như mưa khiến cho chúng sinh đều đắc được sự thấm nhuần của pháp vũ hoặc là biển nghiệp như mưa